chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Những năm qua, thị xã Mỹ Hào đã làm tốt việc giải ngân nguồn tín dụng chính sách tới các đối tượng. Nhờ nguồn vốn ưu đãi này, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn thị xã đã cải thiện điều kiện cuộc sống của gia đình, góp phần từng bước đạt mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Ngay sau khi có chỉ thị 40, cấp ủy chính quyền các cấp của thị xã Mỹ Hào đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt, tạo thuận lợi để dẫn vốn đến đúng các đối tượng trên địa bàn. Ngân hàng chính sách phối hợp với các ủy ban nhân dân các xã phường và các cái tổ chức đoàn thể triển khai hỗ trợ các cái nguồn vốn này cho các hộ. Thì các hộ được hỗ trợ đã tập trung đầu tư sản xuất còn rất là hiệu quả để đảm bảo cho phát triển kinh tế cho các hộ. Để chủ động nguồn vốn, hàng năm, cấp ủy chính quyền thị xã thường xuyên quan tâm hỗ trợ ngân hàng chính sách xã hội về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương, huy động nguồn vốn của các tổ chức hội, đoàn thể, chuyển vốn ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban Nhân dân thị xã chuyển ngân sách thị xã gần 4 tỷ đồng. 13 xã phường có nguồn vốn ủy thác trên 1,1 tỷ đồng chuyển sang ngân hàng chính sách xã hội, tăng cường cơ sở vật chất và cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các phòng ban chức năng của thị xã nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn, tạo các điều kiện thuận lợi để các đối tượng được vay vốn nhanh chóng và hiệu quả. Với phương châm là thu lãi tại nhà và giải ngân tại xã, thì trong thời gian qua thì ngân hàng chính sách xã hội chúng tôi đã ký hợp đồng ủy thác với 37 tổ chức hội đoàn thể ở 13 xã phường. Đấy, và kết hợp thành lập 234 tổ tiết kiệm vay vốn ở 75 trên 75 thôn trên địa bàn thị xã. Thì bên cạnh đó thì ngân hàng chính sách xã hội chúng tôi thành lập 13 điểm giao dịch tại 13 xã phường. Đấy, và hàng tháng là chúng tôi bố trí về điểm giao dịch để cho vay thu lãi, thu nợ và giải ngân tại điểm giao dịch. Từ đó tiết kiệm được cái chi phí đi lại cho bà con nhân dân. Hàng năm, trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo của thị xã lập, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể chủ động tiếp cận, nắm bắt nhu cầu, tư vấn hướng dẫn cho vay. Các tổ tiết kiệm và vay vốn họp bình xét đối tượng cho vay trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được Ủy ban Nhân dân các cấp phê duyệt, đảm bảo dân chủ, công khai. Do vậy, nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội luôn đến đúng đối tượng. Các hộ được vay sử dụng vốn đúng mục đích và mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo cơ hội phát triển kinh tế, gia đình bền vững. Dương Quang là xã còn khó khăn, song nhân dân địa phương luôn quan tâm đến việc học hành của con em. Nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng nhờ tiếp cận được với chương trình vốn cho vay học sinh, sinh viên mà nhiều em học sinh không phải bỏ học, tiếp tục vươn lên trong học tập và thành đạt trong cuộc sống. Tiêu biểu như gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc ở thôn Dương Xá có 6 người con học đại học, trong đó có 4 người con được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Bốn cháu về sau là tôi có vay vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách để cho các cháu đi học, thì nói chung là cũng gia đình cũng bớt khó khăn đi. Chúng tôi cũng đã cho các cháu đi học, thì bây giờ các cháu đã trưởng thành và đã đi làm, có công ăn việc làm đầy đủ. Đến nay cả 6 người con của gia đình bà Ngọc đều đã có công ăn việc làm và có cuộc sống ổn định. Theo số liệu thống kê, toàn thị xã đã có trên 500 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay từ chương trình vốn cho vay học sinh, sinh viên, tạo điều kiện cho con em tiếp tục theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Cùng với chương trình cho vay học sinh, sinh viên, chương trình vốn cho vay hỗ trợ nhà ở cũng đã mang lại niềm vui cho nhiều hộ gia đình. Ngôi nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Thế, thôn Dương Xá, xã Dương Quang, trước đây rột nát, tường bong chóc, ẩm thấp. Nhà chỉ có hai bà cháu, hoàn cảnh rất khó khăn. Năm 2018, bà được vay vốn về nhà ở của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Cùng với nguồn hỗ trợ của nhà nước,
bà đã tu sửa lại ngôi nhà khang trang, sạch đẹp hơn. Nhờ đó mà cuộc sống của hai bà cháu bớt cực nhọc hơn. Nhà này là làm năm 80. Là bây giờ nó hỏng hóc, nó rột nát hết rồi, mà coi là bây giờ nhà nước đã cho tôi vay số tiền đó, tôi đã sửa sang khang trang lại như thế này. Hiện nay, tổng dư nợ vốn cho vay hộ nghèo về nhà ở và nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Mỹ Hào là trên 23 tỷ đồng. Đã có trên 370 hộ từ vay vốn này đầu tư xây mới, sửa chữa và mua nhà ở xã hội, giúp ổn định cuộc sống. Một trong những chương trình vốn mang lại hiệu quả tích cực, tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương là vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm. Khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, thông qua các tổ chức hội, đoàn thể địa phương, đã có nhiều hộ mạnh dạn đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế như phát triển trang trại VAC, kinh doanh dịch vụ, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đạt hiệu quả. Ông Phan Văn Cải, thôn Tiên Xá 2, xã Cẩm Xá là một trong những hộ thường xuyên được vay nguồn vốn trên để đầu tư phát triển mô hình VAC. Với diện tích gần 5.000 m², ông đầu tư ao nuôi thả cá, vườn trồng các loại cây ăn quả và nuôi thả các loại gà Tây, gà rừng, gà ác. Mỗi năm, gia đình ông thu lãi trên 100 triệu đồng. Bản thân tôi thì vay cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách của thị xã Mỹ Hào được khoảng 15 năm nay rồi, vào tập trung vào phát triển kinh tế để nuôi các cháu ăn học, đến nay cũng trưởng thành và xây dựng vườn trại. Thì chúng tôi, bản thân chúng tôi là tôi vay từ trước nay của bên Ngân hàng Chính sách là người ta cũng giải ngân rất là nhanh, mà vay là đúng mục đích, đúng chỗ, mà chúng tôi sử dụng đồng vốn là cũng đúng mục đích. Đặc biệt, khi nguồn vốn đến với các làng nghề truyền thống, không chỉ giúp các hộ nâng cao thu nhập mà còn tạo thêm nhiều việc làm và góp phần khôi phục, duy trì làng nghề. Người mộc mỹ nghệ ở xã Hòa Phong là một ví dụ điển hình. Nhờ có nguồn vốn của ngân hàng, xưởng mộc của anh Lê Văn Tâm ở thôn Phúc Miếu luôn duy trì hoạt động hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho từ 7 đến 10 lao động với mức thu nhập cao. Em vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội của thị xã Mỹ Hào được 5 năm nay, vay 60 triệu đấy. Thì thứ nhất là cái đặc thù của quê hương em là có cái làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ này, thì mượn số vốn đấy được 5 năm nay thì nói chung là bây giờ mới đầu gây dựng thì cũng khó khăn, thì cũng hơi ít vốn, nhưng dần dần cũng khắc phục dần, thì đến bây giờ nói chung là cũng tạm thời ổn định. Cũng tạo điều kiện công ăn việc làm cho gần chục công nhân, mức thu nhập của gia đình từ đấy nó đi lên dần dần, nói chung là cũng dần ổn định. Toàn xã Hòa Phong hiện có trên 100 xưởng mộc lớn nhỏ, trong đó tập trung nhiều ở các thôn Thuần Mỹ, Phúc Miếu và Hòa Lạc, tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập mỗi người trên 10 triệu đồng một tháng. Các chương trình vốn tín dụng chính sách xã hội không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã phát triển mà còn mang tính nhân văn sâu sắc. Chính vì thế đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Thế ở Hòa Phong thì là có làng nghề, tức là xã làng nghề. Thế do vậy là có các hộ được ngân hàng chính sách cho vay cái vốn để đầu tư trong lĩnh vực sản xuất cái nghề mộc, là cho cái hiệu quả rất cao và giải quyết rất là nhiều lao động tại địa phương. Các tổ chức này đã đoàn thể làm rất tốt công tác vay vốn tại việc làm cho người lao động. Một số gia đình chăn nuôi thả cá, thế và kinh doanh phát triển trang trại hàng năm có nguồn thu đáng kể, từ đó là tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội của xã trong những năm vừa qua. Tính đến hết tháng 9 năm 2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn thị xã đạt gần 282 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,07% trên tổng dư nợ. Doanh số cho vay từ năm 2014 đến nay là trên 452 tỷ đồng, giúp gần 9.400 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nguồn vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm cho trên 920 lao động, góp phần xây dựng gần 6.000 công trình nước sạch và vệ sinh khu vực nông thôn. Có thể nói, nguồn tín dụng chính sách xã hội đã tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo, góp phần quan trọng nâng cao nguồn lực và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.